Ok, chào anh. Nghe Chào anh, rõ không anh? nghe tốt đây. Rồi, ok. Ok, sao giờ có tai xin mày vào. Giống như thằng cha Dương Nguyễn Hồng Phúc ở trên phố Bô Sa TV hơn chút, cái Mỹ là number one, Mỹ là number one rồi mà về Việt Nam chế được iPhone không, Việt Nam mới chế được cái này cái kia không, nó xin lỗi một câu nó chứ ổng nó thì có nhiều lúc nhiều khi mình thấy ổng mình thấy mắc cười ở chỗ là biết sao không? Cái người ta nói cái công nghệ là trí tạo của Đúng nhân loại là để cho rồi, thế giới đúng rồi. đều xài, là cho nhân loại xài, cũng cứ mang cái đó là nếu mà ổng muốn so sánh là ổng phải mang bản thân ổng đi so sánh với người Việt Nam mới đúng chứ không phải mà ổng mang. Giống như bây giờ, ví dụ như bây giờ mình nói Việt Nam có tốt bằng Mỹ không, đáng lý mình phải nói à Việt Cộng sản có tốt bằng Việt Nam Cộng hòa bên Mỹ không mới là đúng, chứ không phải là bây giờ mang thằng Mỹ ra đi so với Việt Nam, ủa trong đó bản thân mình thì không dám so. Giống như bây giờ con mang bố nè, ví dụ như bây giờ con muốn so sánh với bố, con lấy bản thân con đi so với bố, chứ con không thể nào con mang ông Bill Gates đi so với bố được, bố hiểu không? Đúng rồi. Chứ vậy nó Đấy, thập chính xác. khiển lắm, nó rất là thập khiển. Mà cái thằng cha mà Nguyễn Hồng Phúc á, đồ chuyên môn lúc nào cũng vậy, lên nhiều khi nghe nó nói chuyện mà nó thiệt nó muốn gạch đầu gối nói vào cho nghe, thiệt nói chuyện không biết nói sao. Hỏi Khổ vậy. biết Tao ít nào nói tao sao, coi mấy cái cái hở đài. hở chút là nó cứ nói chứ Việt Nam có đẳng cấp bằng Mỹ đâu, thấy Mỹ nó chế được iPhone nè, nó chế được Apple nè, chế cái này cái kia. Xin lỗi nha, bây giờ hỏi Phúc chế được cái gì chưa đã, cái quan trọng là Phúc muốn so sánh thì Phúc phải so sánh à Phúc qua Mỹ bốn mươi mấy năm, bố Phúc làm được cái gì cho cái cộng đồng người Việt và cái người Việt bên Mỹ này bốn mươi mấy năm có hơn được cộng sản hay không, cái đó mới gọi là so sánh, chứ không phải mang Đúng. một cái quốc gia khác đi so sánh cho quốc gia của mình, trong đó bản thân mình thì không làm được gì. Giống như chẳng khác nào đi mang ông Bill Gates mà đi so với lại ông thủ tướng Nguyễn Trọng Phúc của mình đó, ông Trọng Phúc của mình, trong khi đó bản thân mình là người Việt Nam mà không dám mang mình đi so với nước Việt Nam mà đi mang một nước khác đi so, thế nó khập khiễng như thế nào á, Tập nó khiển đúng rồi, tào sao lao sao á. quá vậy. Mà nhiều khi chắc mình nói chặt chắc ở bên Mỹ nè, biết sao không? Nhiều khi ăn đồ ăn bơ sữa nhiều quá như cái đầu nó hơi bị có vấn đề không hiểu, Rõ ràng thấy thấy nhiều cái à, thấy nhiều nhiều khi cái mình nó ngồi buồn mình cười. nhiều khi mình ngồi mình nghe ông nói chuyện mà mình thấy không phải nói chứ nó còn thua đứa con nít lớp 2, lớp 3 nữa thì nói chuyện trời chán vãi. Vãi Nó không chán vãi, cứ lôi mấy luôn. cái mà ra nào là có làm được cái này không làm được, xin lỗi chứ Việt Nam bây giờ người ta còn chạy tới đâu nữa kìa, những con chip mà Intel á của Microsoft mà còn đưa về Việt Nam làm nữa kìa, chứ đừng nói chi ai Samsung còn mang về Việt Nam ráp đây. Thật ra mấy cái đó đó bố, thật ra đâu phải là người làm đâu, máy móc nó làm nó setup hết rồi, Việt Nam mình chỉ cần học cái program mà đứng bấm nút là chạy thôi, chứ đâu đâu có phải là làm đâu, thì nước nào nó cũng vậy. Bố thấy một cái phone đi, cái công nghệ Apple trong một cái công nghệ đó đâu phải của Mỹ làm hết đâu, ví dụ mà cái màn hình đi Apple nó cũng phải mua của thằng Samsung, rồi con chip đi hoặc là con RAM đi nó cũng phải mua của thằng thằng Samsung, hay là nó mua nước này nước kia, chỉ có cái con chip là của Apple thôi, ví dụ như một cái phone nó nhiều camera là của thằng Sony ví dụ như vậy, mà nó cứ nói là cái này là của Mỹ làm, sao nó không quên là mấy cái món khác cũng của thằng khác bỏ vô mới thành ra một một cái phone chứ bộ, chú thấy không? Giống như cái xe hơi cũng vậy á, ví dụ như à, cái máy là của Nhật nhưng mà còn những cái body như cửa sổ kiếng đồ này nọ nhiều khi á, cái chỗ thì Việt Thật Nam làm, rồi, có chỗ thì Canada làm, có chỗ thì Mexico làm thì nó mới lên chính cái xác, xe, chứ đâu phải nguyên cái xe đó của Nhật hết đâu. đúng rồi. Nhưng mà ông nội kia nó nói chuyện trộm mới nghe chán vãi, giờ lên phố Bô Sa TV mà nghe tai đó nói chuyện á thôi đau đầu. Nó đúng ra là con ít khi nào con nghe mấy cái đài đó lắm, nhưng mà chẳng qua là nhiều khi nghe bạn bè nó nói chứ ê, 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 mày lên mày coi có thằng cha nào Việt Nam lên trên đó mà nói giống như ở Mỹ bốn mấy năm mà giống như người mà ở trong cái gọi là lạc hậu chưa từng có vậy đó, cái mình dùng coi thử thì ra ô trà đất ơi mẹ ơi chán vãi. Con Thì chính xác. ông Chu Tầm ổng ở bốn mấy năm mà ông không lạc hậu đây, ông lạc hậu rồi tôi đâu có chơi với ông. Ok. Thế thì câu chuyện ngày hôm nay nó cũng khá là đầy đủ, cũng nhờ mà Mai nó lên thì nó bổ túc thêm một vài điều, một cái khá là hay hay. Thứ nhất là nói về chuyện Đúng rồi. cái luật pháp quốc tế, luật pháp của Mỹ, ví dụ vấn nạn biểu tình này các cái kia thì cũng có để cho người Việt mình am hiểu chút chút, đi Đúng hoặc là rồi. không đi đó cũng có một cái nhận thức rõ ràng, Đúng bên này bên kia rạng hoàng bên kia anh chết mà câu nhiều khi chết vô duyên á, nó chiều chết vô duyên khổ rồi. Còn cái chuyện mà Mike, quay sao cho anh nói đi. vậy chú. cách đây mấy bữa mình có đọc cái report là chỉ trong vòng có đâu 24 tiếng đồng hồ mà sáu ông của LA Sheriff Department chết hay là tự tử. Chết
Có mấy người đã retire, có một bốn người bốn. Tại sao mà làm ông thích? Tôi nói nghe là cái áp lực của công việc đó, cho nên trên đất Mỹ này nó rất là cao anh. Tôi thấy tôi rất là ngạc, tôi thấy ông Sheriff ông lên ông nói chuyện là thiệt, ông nói tôi 6 người mà trong vòng 24 tiếng. Mà trong đó có một ông chàng đã retire rồi, yeah. Không còn làm nữa. Hay thật ạ. Không hiểu nội bộ như thế nào không biết, nhưng có điều mà thấy chết cùng lúc. Kinh khủng gì. Bởi vì tao nói, bởi vậy tao mà có về bên đó tao không dám ra đường đâu, tao cũng không dám đi bộ. Cái này là họ, ý là họ tự tử rồi họ bị over. Hiểu, anh mình hiểu, nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra còn những cái chuyện mấy thằng điên nó xét chúng nó xả. Anh ơi, cái chuyện điên à. Khổ. Anh ơi, điên là chỗ nào mà điên. Nếu mà nói về mà vấn đề mà bắn súng ở Mỹ thì nói thật không phải nói chứ. Bắn được thằng này. Anh không? Chuyện bắn ai cũng có súng mà. Bên Mỹ thì nói đúng ra giống như ở Việt Nam á, thí dụ mình nói đi lâu lâu mà có một vụ bắn súng á, thì mấy người ở bên đây cứ nói là trời ơi đất nước Việt Nam mà nguy hiểm quá, một đất nước không đáng thế này cái kia. Lâu lâu có một vụ đâm chém hay là lâu lâu có một vụ chặt rồi đó. Còn bên Mỹ này nó bắn hàng ngày, tiểu bang là bắn. Thì người ta nói là ô cái chuyện đó là bình thường. Bình thường, tại sao không phải là bình thường, mà mình nói đúng ra là tại vì nói đúng ra là người ta ăn cây nào thì người ta rào cái đó. Nhiều khi cái những cái mình thấy nó bất công nó quá, là nếu mà mang ra so sánh á thì Việt Nam không phải nó an lành hơn nhiều, nhưng mà tại vì cái tâm người ta đó không thích Việt Nam, cho nên là người ta hay nói cái chỗ người ta ở nó đầy rẫy những cái nó không có được good, nhưng mà người ta không dám nói sự thật. Người ta cứ che đi, là người ta cứ dạng như là phóng lao là phải theo lao vậy đó, cho giống như giữ lấy cái chữ sĩ diện. Chứ thật ra bên Mỹ này nó thiệt là mẹ ngày nào tiểu an nào mà chẳng bắn nó bắn hạt, ngày nào chẳng bắn hết. Nhưng mà nói tới thì người ta nói ồ cái chuyện đó bình thường, nhưng mà Việt Nam mà cứ chừng một tháng hai tháng mà có một vụ mà bắn lên đâu là đất nước nguy hiểm quá, không đáng sống, đất nước nghèo ghê quá cái này kia. Rồi nói về vấn đề dịch vụ như Việt Nam đi, lâu lâu có một vụ chẳng hạn như mình nói hiếp dâm hay là mại dâm gì đi, lâu lâu có một vụ. Ủa bên Mỹ này đầy, ngay cả vấn đề lên Las Vegas trời ngoại dâm mà công khai, rồi đứng mà đi ngoài đường đang đi với bồ mà nó còn đi ngang, nó đưa thiệp mời luôn, nó kêu ai rồi tối gọi cho nó nữa kìa, nó đưa thẳng luôn mà trong đó đang đi với ghệ mà nó còn đưa luôn cái cà phê zip nữa, chứ đừng nói chi ai. Cho nên cái mà nó thật chất nó hiện ra đó thì người ta không ai dám nói, người ta chỉ nói những cái điều mà người ta cảm thấy là nói cái kiểu như là nói cho cái như là được cái chuyện của mình, là nói nước Mỹ này là vĩ đại cái gì cũng ngay kia. Nhưng mà người ta quên một điều là có nhiều cái nó ở đằng sau, nó kinh lắm, nó kinh hơn nhiều. Nhưng mà có điều cái là cho mình thông cảm được là sao ăn cái nào rào cái đó, nhiều khi lỡ nổ rồi thì phải nổ luôn, chứ nhiều khi nói ra quá phóng lao rồi sao lao đó. Vậy thôi chứ nổ sản. Nói nghe nè, trong cái nghề đó không có thằng cha nào mà nó hiểu cái xã hội và cái xã hội bằng mấy cha cảnh sát. Cảnh sát là họ hiểu rất nhiều, họ làm việc mà họ làm việc với chính quyền, họ làm việc với người dân, tức là không có thằng cha nào mà nó hiểu cái xã hội cái Hoa Kỳ, nó hiểu cái tâm lý của người Hoa Kỳ bằng mấy cha cảnh sát. Nhưng mà nó có một cái là có nhiều cái cảnh sát đó, chú thấy nó vậy đó, nhưng mà có nhiều chuyện đó là nó không có được nói. Không phải cái gì cũng được nói đâu, đừng có nói là do ngôn luận, không phải cái gì cũng được nói đâu. Con nói cho chú biết, khi mà chú đã gia nhập ngành cảnh sát á, là trước tiên á là chú phải tuyên thệ là chú sẽ nói là chỉ trung thành với một cái đế chế đó thôi. Chú mà chỉ cần một đế chế khác nữa là không ổn. Tại vì chú là người phục vụ cho cái đế chế đó, thì không cần biết cái đế chế đó đúng hay sai, là chú đã đi là chú phải đi. Còn nếu chú không thích thì chú ra khỏi ngành, chứ chú không có được ý kiến với cò. Đó. Giống như là vua xử là thần tử vậy đó. Ok. À, để mấy ngang nha. Chứ nó không phải đơn giản mà chú thấy là ấy, tại sao mà chú thấy có nhiều kia đôi khi ví dụ như người ta, cái người cảnh sát người ta có thể nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà có nhiều cái không phải là cái gì cũng có thể nói được. Dịch cha. Không phải cái gì cũng nói đâu. Đúng rồi. Vậy con nói đúng là chính xác đó. Bởi vậy cho nên á, chú thấy á, bây giờ chú thấy tại sao mà những cái thống kê mà khi cảnh sát mà người ta vi phạm hay bất cứ cái gì hay gì, có nhiều tiểu bang á nó sẽ công khai ra những người cảnh sát đó, nhưng mà có nhiều tiểu bang nó sẽ không có công khai ra cái người cảnh sát đó vi phạm như thế nào, không có. Rồi chào anh Cầm nha, anh Cầm ơi. Rồi chào Trung Thông Hoàng nha. Dạ. Khỏe không em? Khỏe chứ anh nha.
ở Việt Nam hay là về Mỹ rồi? Anh vẫn còn ở Việt Nam em, cũng sắp sửa về Mỹ rồi, cũng còn khoảng nửa tháng nữa đi rồi. Anh tranh thủ hôm nào ghé em chơi đi nhà, bữa anh ghé đây này, nhưng mà em làm rồi, em làm 6 tháng nay em làm xong rồi. Ok, vẫn còn ở Biên Hòa phải không? Đấy thì em làm ở dưới là em kinh doanh, còn em đúc lên 3 tấm là ở trên. Rồi đó, luôn mấy dân Việt Nam đó khổ ghê không. Đấy thì em đến đây hôm nào anh ghé đi, là bây giờ nó đấy rồi. Rồi ok. Dạ. Rồi. Không chứ, Việt Nam đẳng cấp lắm á, chứ nói thật phải nói chứ nhiều khi á mình ngồi mình chơi, mình nói chuyện chơi chơi mình khịa chơi cho vui phải không, như giống như ở bên Việt Nam mấy ngày nay nó hay cháy đó, chú biết cái vụ ăn cháy không, cháy giống như rồi bữa giờ rồi cách đây như là mấy tuần rồi nó cháy cái gọi là chung cư mini gì ở bên ở ngoài Hà Nội anh ấy, chết Hà tới Nội. Bao nhiêu người đó này nọ rồi xong rồi cái bữa nó cháy thêm cái gì nữa lại chết mấy người nữa, cái mấy 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 ông thần ở bên đây nè ổng mới nói chứ cái ông bên Việt Nam á, xây nhà tầm bậy tầm bạ không có theo nguyên tắc, cho nên á, chính vì vậy á, cho nên khi mà cháy á, không có lối thoát, cho nên bởi vậy cho nên mới 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 chết nhiều vậy đó, họ nói vậy. Cái mình vui vui mà nói thì đúng rồi, Việt Nam á, mỗi lần mà cháy nhà là chết, còn bên Mỹ này người ta nói bên Mỹ này cháy nhà không có chết biết không, cái còn mới nói sao con nói anh biết tại sao mà bên Mỹ này cháy nhà mà người Mỹ không chết không, tại nó ở liều mà nó răng ngoài đường nó ở homeless mà đâu có nhà đâu, cho nên cháy lên nó bốn hướng hướng nào nó chạy cũng được, còn Việt Nam đứa 10 đứa hết 9 đứa có nhà làm sao chạy, nó chạy đâu của cải nó để trong nhà nó phải bưng theo chứ, cho nên tiếc gì đứa không có nhà thì làm sao nó dám bỏ nhà nó đi hàng chết mà phải rồi nó tiếc của, tại vì người Việt Nam người ta nói là người đâu của nấy, cho nên tiếc gì nó tiếc của nó lại nó, cho nên nó mới chết, còn thằng Mỹ không nó ở ngoài lều với lại nó ở homeless gầm cầu cháy cái mẹ nó đuôi ra nó chạy cái chỗ nào nó chạy cũng được làm sao chết được. Nói chuyện chuyện cháy mai mình mới coi tivi thấy là cái đường số 10 đó nó bị đóng một đoạn rất là dài vì vấn đề cháy cầu, cháy cái mấy cái đồ. Ngày hôm qua thì tao cũng ra coi một cái chuyện ở bên phố bên xa TV ở bên cái đường ở chỗ khu chợ Phước Đồng Thọ gì đó thì cũng đang cháy nhà đó nè. Nhưng có nó nhỏ, còn còn cháy chợ mà còn hôm nay tôi mở tivi tôi có cắt một con đường. Cắt một con đường số 10 từ dài lắm mà có đó là Major Street mà ông Newsom ông phải lên TV ông nói mà, rồi thức ăn đâu mà chở tới nó thí dụ vậy á, rồi Hôm nay tin tức còn không có coi cho nên còn không có biết. cháy một đoạn đường rất dài họ đóng cửa luôn, nó sợ sập cầu á. Mà mùa hè đây nè, California mình năm nay là bị hạn hán nè. Mấy cái rãnh đồ khô trọi trơn à, thấy mấy Theo cây như chú Huệ á, thường thường nó hay cháy là hay cháy vào khoảng tháng 10, tại vì cái tháng 10 là bắt đầu nắng mà nó nắng nó lên cao điểm mà gió nó lốt với lại Orange County nó đổ về sáng nó hay cháy ra đó, nó hay cháy, còn bây giờ nó tới tháng 11 rồi thì khí hậu nó cũng dịu rồi, nhưng mà nói giá nhà ở San Diego nó mắc là tại vì sao, tại vì những cái nhà ở San Diego á, nó nằm ở cái vùng đa phần là nó xếp tiền, cho nên đó những chú thấy đa là những cái nhà đó trên cả cả trăm tuổi không à, có nghĩa là cái lô cây nó không có cháy, nó gọi là rất là an toàn, cho nên cái nhà đó mà còn những cái khu nào mà khi mua nhà mà chú thấy vài ba năm xây vài năm xây á bỏ mới không có cháy hoài à, đừng có mua, mình mua cho chú mình cũng thành dịch quay à, đừng có mua chú coi cái nhà nào chú lại cái nhà đó mà chú coi cái lô mà nó nói là cứ 2 3 năm là phát qua cháy, cứ xây nhà mới riết á đúng là chú đừng, tại vì mua trước sau giờ mình ngủ là không chừng mình thành dịch quay luôn á. mà tôi thấy tôi coi được mấy Là nguy hiểm lắm, nó cứ nhà mới hoài, mình đừng có thấy nhà mới là mình ham nha, nhiều khi mình tới cái nhà đó mình nói cái nhà này mới xây 2 năm, cái dài 3 năm theo cái mình tới nó cái nhà này cũng mới xây 1 năm là cái khu đó quay đó đừng có gì. cái nhà bên Cali này nhất là San Diego mảng cháy hay lắm anh, tại vì bằng gỗ mà phía trong toàn gỗ mà nó cháy, là tôi có một lần tôi đứng tôi quay nhìn nó cháy là nó chỉ còn một cái còn cái ống khói mà lò sưởi nó đứng đó, nó giang tay là như là bảo hỏa nó sẽ đem thù lùi công nhận nó, mà cái cháy ở bên đây cái nhà nó cháy rất là nóng, tại vì mình nhìn thấy than nó cha, nó không không có Ủi. đen, cái than của nó không có đen, than của Nhỏ nó được. trắng, nó ngừng lại nó trắng hết, tức là Trắng. nó cháy rất là nóng, Cái tàn á, cái cái tàn tàn cho nó trắng. nó trắng chứ nó không có đen như là
cái than mà cái đám cháy mà nó tại mà nhà, tại nhà bên Mỹ này nó không phải nhà đúc chú. Đúng rồi, gỗ thông, nhà thông. Chủ yếu nó là thông. Nó ở giữa nó bọng để nó lót cái gọi là bông gòn vô á để nó giữ nó cách nhiệt á, khi mà mùa đông tới thì nó lạnh lắm mà mùa nóng nó không nóng lắm. Cho nên đa phần nó là nhà đúc, nó không giống như nhà Việt Nam. Mà nhà đúc mỗi lần đốt nó nóng nó là gạch bắt đầu nó đổ rồi này nọ, còn cái này là nó cháy rồi. Cháy một phát là nó cháy rụi luôn căn nhà, chữa không có kịp. Nó tạo bông gòn như gỗ không à, nó cái vùng cái là xong. Cái lẽ lắm. Đúng rồi. Mà nó cháy đẹp, nó cháy được, nó cháy đồ hàng mã vậy. Cái nhà trời nó bằng gai bằng gỗ không hả? Tức là hồi đó hàng mã mình thấy người ta đốt sao thì bây giờ tôi nhìn thấy là cháy y chang đồ hàng mã khác vậy. Lẹ lắm. Cái nó làm lẹ, nó phát quả là lẹ lắm. Tổng giấy. Về bên Mỹ này mà cháy nhà là chú thấy đa phần á là khi mà tụi chữa lửa mà nó tới mà nó chữa cái nhà đó là coi như chữa xong cái nhà đó là cái nhà đó luôn muốn liền luôn. Nhưng mà xây cái nhà mới xây cái nhà đất tới cái nhà mới nó chữa thì nó chữa chứ còn nó chữa nhà mới làm sao đây tao mà ngủ rồi nhất là cái cháy mẹ nói chuyện cháy ngày hôm nay ở trên núi nước không biết là cháy sao mà chết cả gia đình mấy đứa con bắt đầu tai nạn thấy không biết thôi đó đại số là khi nó cháy thì nó bị ngạt khí đó, nó ngạt khí nó xỉu, à, nó bị khí độc á. Ok anh. Ok. Hôm nay cảm ơn ông kia tạm dừng chia tay tại đây. Bữa nay cảm ơn con Tyson Mai. Hôm nay con góp một cái câu chuyện rất là vui. Xã hội, chuyện xã hội, văn hóa rất là hay. Xã hội rất là hay. Cập nhật. Rất là tiên, rất là thuyết phục. Rất là mới. Rất là còn hai ông già này là nhiều khi á, ổng mà bởi thì ổng cũng không dám ra đường, tao bên này thì tao không biết gì ở bển, cho nên việc cho đó anh ra có con đây con cập nhật tin tức rất là ok. Hôm nay là cuối hè, dạ cảm ơn rất là nhiều nha tay xin máy. Ok con mới đi lên nói chuyện chơi chứ còn ra đi làm với mẹ luôn chứ đâu có rảnh đâu. Ok anh. Rồi ok. Ê, lúc nào thì anh em mình gặp lúc... nhau cho uống ly cà phê nhà phải đi quản okay. Okay. Rồi. Phải quản lý thêm một xe nó đau đầu thế bà. Rồi thôi, okay, chào anh. Tất cả mọi người nha. Anh Phượng, chào đi. Chào rồi, ok. Chào mọi người, ngủ ngon.